trồng lúa thông minh trên đất nuôi tôm lợi nhuận tăng rõ rệt. Luân canh, mô hình trồng lúa thông minh trên đất nền nuôi tôm được đánh giá là mô hình sản xuất của tương lai để thể hiện được nhiều ưu thế mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân và thân thiện với môi trường. Vào năm 2018, từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình sản xuất lúa chất lượng theo hướng Việt Gáp, áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo series, Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu đã triển khai thực hiện mô hình trồng lúa canh tác trên đất trồng nuôi tôm. Mô hình được thực hiện trên quy mô 5 hectare tại huyện Phước Long với 5 hộ tham gia. Theo đó, nông dân được nhà hỗ trợ 100% lúa giống và 30% vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 70%. Lượng phân bón còn lại được công ty cổ phần phân bón Bình Điền hỗ trợ. Ngoài ra, nông dân còn được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn và sử dụng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, từ khâu rửa nặng cho đến khâu đất xeo mạ, cho đến khi khâu thu hoạch và thực hiện chương trình quản lý dịch phân hại tổng hợp IBM và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Qua đánh giá kết quả thực hiện ruộng mô hình cho thấy nông dân chỉ phun một lần thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cân đối, năng suất đạt gần 7,5 hectare, lợi nhuận tăng thêm 1,2 triệu đồng một hectare so với ruộng đối chứng. Canh tác ruộng lúa thông minh thật ra là giải pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, xẻo hạt, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch. Dù vậy, người nông dân vẫn có thu nhập cao vì mục đích hướng đến sản xuất, hiệu quả, giảm chi phí đầu vào. Trước đây, bà con nông dân thường có thói quen xả dày. Điều này làm ảnh hưởng đến hàng loạt các công đoạn sau này như chăm sóc, hạn chế dịch bệnh và thu hoạch. Đến nay, bà con đã biết áp dụng những kỹ thuật để hạn chế lượng lúa giống khi gieo mạ, nhưng vẫn phù hợp với đất trồng, không làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng từ 150 đến 180 kg lúa. Ông Lê Việt Thắng, người tham gia mô hình ở ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long chia sẻ, so với trước đây thì mô hình canh tác lúa thông minh giúp giảm khả năng nhiều chi phí đầu tư vào và giống lúa, phân thuốc và công chăm sóc, nhưng cái lợi nhất chính là lúa cuối vụ luôn đạt năng suất cao, bán được giá. Cũng theo đúc kết của nhiều nông dân trong hệ thống canh tác tôm lúa, sau khi một vụ tôm có thể tiến hành trong các vụ lúa, khi đó những chất thải, chất hữu cơ dưới đáy ao sẽ bị thu hoạch, tôm sẽ làm cho ruộng trở nên màu mỡ và người trồng chỉ còn bón lượng nhỏ phân đáp ứng nhu cầu phát triển của cây lúa. Thực tế, sản xuất mô hình tôm lúa ở Bạc Liêu qua nhiều năm cho thấy trồng lúa trên đất hình nuôi tôm không xảy ra xung đột về sử dụng nguồn lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao và giúp cho nhiều hộ chuyển lên khá giàu. Hàng ngàn cụ bonsai cây cảnh tiền tỷ hội tụ về thủ đô. Nhiều cây cảnh có giá trị hàng tỷ đồng đã hội tụ tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Hà Nội trong Triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam 2018. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Di sản văn hóa Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11. Đây là cuộc triển lãm do Trung ương Hội Sinh vật cảnh tổ chức, có quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập với 20 hội sinh vật cảnh của 20 tỉnh thành trong cả nước. Các nghệ nhân đã mang đến trưng bày tại triển lãm lần này hàng ngàn cây cảnh, tác phẩm đá quý, đá phong thủy mang giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật, được tạo tác công phu có giá trị kinh tế cao. Nhiều tác phẩm được định giá hàng tỷ đồng. Sau đây là một số gốc cây cảnh được các nghệ nhân cây cảnh có giá bạc tỷ tại triển lãm. Cây xanh cổ nghênh ngang phong cuốn thủy của đại gia Hùng Siếc có tuổi đời gần 200 tuổi, cao 3m và tán rộng 2,5m. Cây xanh dáng trực cổ của anh Nguyễn Quốc Anh Hà Nội hội tụ đầy đủ các yếu tố cổ, kỳ, mỹ văn của một cây cảnh đẹp, được định giá hàng tỷ đồng. Siêu phẩm Việt Nam Thịnh Vượng thể hiện vận nước đang lên để giá công khai hơn 2 tỷ đồng. Một cây xanh cổ với tạo hình tự nhiên cùng bộ rễ cổ thụ bắt mắt. Tác phẩm hoa giấy cổ thụ của Hội Sinh vật cảnh thành phố Hải Phòng thu hút nhiều khách tham quan. Cây ruối có tuổi thọ gần 200 tuổi của anh Phùng Thái Tiến ở Phú Thọ nhiều lần được định giá cao nhưng anh không có ý định bán. Tại triển lãm, nhiều cây cảnh bonsai quý hiếm khác cũng gây ấn tượng bởi dáng vẻ cổ kính và tạo hình độc đáo.
Những chậu cây bonsai này được chăm chút cẩn thận và kỹ lưỡng tới từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Đôi giày dành cho người thừa tiền, thủng một lỗ mà giá tới 300 triệu đồng. Nếu bảo dưỡng thích hợp, người mua thậm chí có thể đi đôi giày này suốt cả đời. Theo tờ Daily Sport của Anh đưa tin, nhà thiết kế Anh Chris Jellies vừa qua đã cho ra mắt một đôi giày xứng danh tuyệt phẩm. Chris đã mô phỏng kỹ thuật đóng giày từ thời La Mã cổ để thiết kế theo đôi giày này. Every Diamond Rolex, đôi giày này mang 68 viên kim cương. Dây giày được bọc bằng băng vàng 18 carat khiến giá trị của tuyệt phẩm này lên đến 10.000 bảng Anh, tức 297 triệu đồng. Trợ biết, Chris đã mất một năm trời để tạo ra đôi giày kỳ công như thế này, có giá trên trời, khiến nó trở thành đôi giày đắt nhất Vương quốc Anh hiện tại. Ngoài ra, đôi giày còn là đôi giày đầu tiên mà hãng đá quý hàng đầu thế giới Hall of Hermes thiết kế cho phái nam. Hiện tại, có các màu đen, màu lam sang và màu đỏ và màu xanh lục cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn. Nhiều người sẽ thấy là về đôi giày này có thủng lỗ chỗ, nhưng thật ra dài dòng Rolex được trang bị thiết kế bằng hoa văn dưới dạng lỗ đục, dùng lỗ đục để thông hơi và thoáng mát khi đi giày ở những nơi có địa hình ẩm ướt. Nhà thiết kế Chris cho biết người mua có thể đi đôi giày này cả đời bởi anh đã mô phỏng kỹ thuật đóng giày La Mã cổ 2.000 năm về trước. Thời bấy giờ, đôi giày này có đế lót bằng đồng chuyên sử dụng cho các chiến binh sĩ. Còn thời hiện đại, Chris sử dụng đế lót bằng vàng thay cho đồng. Trước đó, Chris từng là nhà thiết kế riêng cho diva nổi tiếng nhất thế giới Beyoncé, người Anh, chia sẻ: "Nói lòng thật là 10.000 bảng Anh nghe là đắt đỏ, nhưng hầu hết mọi người sẽ tiêu dùng từ 20 đến 30.000 bảng để mua một đôi giày đi suốt cuộc đời. Từ nhỏ, tôi đã hứng thú với các loại giày. Tôi luôn thích đôi giày của mình và giày Rolex. Đôi giày này sẽ giúp tôi tiêu dùng và cảm thấy sức mạnh của vàng bạc nguyên chất khi đi lại. Nếu đảm bảo bảo dưỡng thích hợp thì bạn có thể đi đôi giày này suốt cuộc đời mà không lo hư hỏng. Bởi vàng nguyên chất có tính kháng ẩm và kháng khuẩn tốt." Đôi giày học trẻ vừa đi vừa sợ rơi kim cương có giá 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, đôi giày này chỉ dành cho những người có size chân 36. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đại hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần đầu tiên được diễn ra. Hơn 2.800 công ty từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục đã tham gia triển lãm. Tổng sản lượng sản phẩm lên đến 5.000, trong đó nổi bật nhất là đôi giày cao gót đỉnh màu hồng đính kim cương, ngập tràn kim cương với 30 triệu nhân dân tệ, tức tương đương 101 tỷ đồng. Bậc thầy thiết kế đôi giày này có tên là Jamie Johnson, là con trai của Hồng Đại Quân, đã mất hơn 2 năm để tạo ra đôi giày size 36 này. Có 4 viên kim cương được đính chính nặng 1 carat trên đôi giày, còn lại là 10.000 viên kim cương hồng với tổng trọng lượng là 300 carat. Các thợ thủ công đã mất 3.000. Các thợ thủ công đã mất tới 360 giờ đồng hồ để đính kim cương khổng lồ này lên đôi giày. Phần gót giày nam kim cương được hàn thủ công với thân giày bằng lá vàng nhỏ. Dưới ánh sáng đèn, đôi giày trở nên rực rỡ và vô cùng bắt mắt. Kim cương hồng là một loại kim cương rất đắt giá và hiếm trên thế giới. Vì vậy, đôi giày có tên ánh sáng xuân mai này không chỉ là giày cao gót, đá quý mà còn là một bảo vật truyền đời trong tương lai. Tác giả Jamie Cho chia sẻ, cảm hứng tạo ra đôi giày này có một công hai đến từ công nương Diana. Ông từng là làm thợ riêng cho công nương lúc sinh thời. Ngoài ra, thương hiệu Jamie Cho của ông cũng được nhiều ngôi sao Hollywood yêu thích và cuồng nhiệt. Ngắm cặp me phụ tử đoàn viên giá bạc tỷ tại khu nhà giàu ở Sài Gòn. Cao 8m, thân nhiều vết u nần, cây me cổ tại Hội Hoa Xuân ở Sài Gòn khiến nhiều người dân đến tham quan choáng ngợp. Hội Hoa Xuân ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 28 tháng 1, 23 tháng Chạp, thu hút nhiều sự quan tâm của cây kiển, bonsai, các nghệ nhân trên khắp mọi miền trên đất nước hội tụ về. Nổi bật trong số cây kiển bonsai là cây me cổ của nghệ nhân Trần Thanh Phong,
quê Cai Lậy, Tiền Giang. Theo anh Phong, để vận chuyển được cây me từ Tiền Giang lên Hậu Hoa Xuân, anh phải dùng xe cẩu loại 12 tấn để chuyên chở. Theo nguồn gốc cây mai này, trước đây ở Tây Ninh, 3 năm về trước tôi hỏi mua, hỏi hồn vào cho nó. Do cây cao 8 mét nên việc chăm sóc đòi hỏi tốn rất nhiều công sức. Mỗi lần tỉa cắt, tưới rối, tôi phải dùng than, anh Phong chia sẻ. Thân cây từ gốc đến ngọn đều xuất hiện những vết u nần hằn lên rất đẹp mắt. Tôi và nhiều người săn chơi cây kiểng bonsai đón tuổi đời cây me này không dưới 300 năm và gọi nó là cây me cổ. Cây có nhiều vết u nần và khó có cây me nào có hình dạng độc đáo như cây me của tôi, anh Phong cho biết. Cây me phát triển xanh tốt dù có tuổi đời hàng trăm năm. Tại các chi của cây me cũng có nhiều vết u nần. Theo nghệ nhân Phong, thân cây me cứng như đá và đã xuất hiện nhiều vết lũ nên việc chăm sóc của nó đòi hỏi phải rất kỹ thuật. Giờ tìm được những cây me có dáng đẹp, uốn vặn như thế này là rất khó. Bởi bản thân tôi cũng thích cây me kiểu bonsai như thế này, cũng đã đi tham quan rất nhiều nơi. Nhưng đâu là lần đầu tiên tôi thấy được cây me có dáng đẹp như vậy, anh Nguyễn Mạnh Lê, ngụ quận Tân Phú chia sẻ. Phần gốc me cũng hẳn lên một vết u nần. Tôi mang đến Hậu Hoa Xuân cây me cổ và một cây me nhỏ cũng dáng tương tự và đặt tên hai cây me là Phụ Tử Đoàn Viên. Theo chủ nhân, cây me nhỏ cũng dáng cứng và như đá, có dáng đẹp. Cặp me Phụ Tử Đoàn Viên này anh Phong bán với giá 22 tỷ đồng, trong đó me lớn bán giá 2 tỷ đồng, me nhỏ bán giá 200 triệu đồng. Anh Phong, cặp me này cho ra đúng trái